Xin chào quý vị anh chị em đã đến với video tuyệt vời hôm nay. Hôm nay Lộc lại làm một sản phẩm hàng chất giá chuẩn cho anh chị em, mà sản phẩm hàng rất là chất, một sản phẩm có mùi hương dễ chịu và an toàn. Đấy, đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, một sản phẩm vệ sinh lồng giặt, viên nén vệ sinh lồng giặt. Anh chị em sẽ có rất nhiều sản phẩm viên nén vệ sinh lồng giặt ở ngoài thị trường kia, nhưng Lộc đảm bảo anh chị em sẽ không có một sản phẩm nào rẻ như sản phẩm này. Và đây là một sản phẩm rất là hữu ích và rất là tiện lợi tiện dụng thôi. Thì Lộc sẽ làm một cái video hướng dẫn sử dụng sản phẩm này sau, nhưng Lộc sẽ chia sẻ với anh chị em là cách sử dụng rất đơn giản. Anh chị em chỉ cần bóc cái viên này và ném vào lồng giặt thôi. Anh chị em nên ném hai viên một lần. Ở đây hộp này có 12 viên, tức là anh chị em có thể dùng đến 6 lần, tức là dùng đến 1 tháng rưỡi. Một tuần thì anh em vệ sinh máy giặt một lần thì có thể dùng 1 tháng rưỡi, hoặc là anh chị em ném ba viên vào lồng giặt thì khoảng tầm 10 ngày đến nửa tháng anh chị em mới vệ sinh lồng giặt một lần, thì sẽ dùng 3 viên một lần. Thì dùng cái sản phẩm này nó sẽ tiết kiệm kinh phí cho anh chị em. Sản phẩm này Lộc sẽ phân phối ra thị trường ở tại thành phố Hải Phòng chỉ có 30.000 thôi. Và nếu như anh chị em là mua từ 8 đến 10 hộp trở lên thì mức giá nó sẽ chỉ còn 25.000 thôi, và sẽ miễn phí vận chuyển nó cho tất cả anh chị em nào mua trên 8 đến 10 hộp. Thì cam kết với anh chị em là sản phẩm này Lộc nói không bao giờ Lộc này, các bạn lại gọi điện cho Lộc lại nói là lúc đấy em bán giá đấy, bây giờ em không bán giá, Lộc không bao giờ tăng giá như vậy, mà Lộc nói là 1 tầng 1 2 2 và mức giá là chuẩn cho anh chị em. Ok, thì cái vấn đề nó làm ở cái việc như thế này, đó là cái sản phẩm này thì nó sẽ tiết kiệm anh chị em ở chỗ nào, đó là ở cái chỗ là khi anh em sử dụng sản phẩm này thì cái máy giặt nhà anh chị em sẽ không phải tháo ra tháo vào nhiều lần, nó sẽ không bị tháo ra tháo vào nhiều lần. Bởi vì nếu như anh không sử dụng sản phẩm này, anh chị em phải 1 năm gọi thợ đến để bảo dưỡng cái máy giặt, tháo ra tháo vào để bảo dưỡng, để xịt rửa nó. Bởi vì nếu không làm như vậy thì cái lạng của máy giặt có thể rất dễ bị gãy, hoặc cái lồng sắt nó quá là bẩn thì cái mùi hôi rất là kinh khủng, và anh chị em khi giặt nó cũng sẽ không sạch và nó sẽ tốn cái bột giặt. Và đặc biệt bây giờ chúng ta giặt toàn bột giặt bằng nước thôi, chúng ta toàn giặt bằng nước giặt chứ không có giặt bột giặt nữa, cho nên là rất tốn kém. Thì cái viên giặt này, viên vệ sinh lồng giặt này rất là quan trọng với mỗi gia đình. Anh chị em nên sớm mua được cái viên giặt này cho riêng nhà mình, còn là đời sống nhà của mình. Thì cái viên giặt này hãy nhớ là Lộc chỉ bán có giá 25.000 thôi. Anh chị em hãy nhớ, nếu như anh chị em mua trên 8 hộp đó, trên 8 hộp. Ở đây thì các bạn sẽ có một số người muốn rằng là có thể tặng cho tôi được không, hoặc là có cách nào mà tôi sở hữu được cái hộp này miễn phí không. Thì Lộc chia sẻ với anh chị em đó là trên đời này cái gì cũng phải có giá của nó, đúng không? Nhưng anh chị em muốn sở hữu cái này miễn phí thì vẫn có cách sở hữu được hộp này miễn phí, đó là bằng cách anh chị em hãy sử dụng cái dịch vụ bảo dưỡng máy giặt của điện lạnh IVK. Anh chị em gọi thợ của điện lạnh IVK đến bảo dưỡng máy giặt, thì công ty IVK sẽ tặng về hộp này cho anh chị em, đúng không? Tức là công ty IVK sẽ tặng cho tất cả mọi khách hàng sử dụng dịch vụ bảo dưỡng máy giặt của công ty để có được cái này miễn phí. Tuy nhiên thì anh chị em biết rằng là khi anh chị em sử dụng cái hộp này rồi thì rất lâu sau công ty điện lạnh IVK mới quay lại để bảo dưỡng cái máy giặt tiếp lần thứ 2, thứ 3 cho anh chị em được. Thì cái gì nó cũng có cái giá trị của nó như vậy. Cho đi và nhận lại thì anh chị em hãy cân nhắc về cái điều này. Nhưng các anh chị em nhớ đó là chỉ có những người ở Thủy Nguyên Hải Phòng mới nhận được cái ưu đãi này thôi. Là được trao tặng cái này miễn phí mà thôi. Bởi vì điện lạnh IVK đang phục vụ ở tại Thủy Nguyên Hải Phòng thôi, chưa phục vụ ra các tỉnh thành khác. Cho nên là anh chị em ở Thủy Nguyên Hải Phòng hãy nhanh tay gọi điện đến cho điện lạnh IVK để được bảo dưỡng máy giặt với mức giá 550.000. 550.000 là mức giá vô cùng rất là rẻ và hợp lý, và lại tặng cái bộ này nữa. Thì ok, thì đấy là Lộc muốn chia sẻ cho anh chị em, để anh chị em đặc biệt là những người từ Hải Phòng sẽ có những cái giá ưu đãi. Còn tại anh chị em trên toàn quốc hãy nhớ mua trên 8 hộp đến 10 hộp thì Lộc sẽ bán cái giá 25.000 cho anh chị em, 25.000 một hộp, và sẽ miễn phí ship nếu như anh chị em mua trên 10 hộp, đặt trên 10 hộp. Nếu mà anh chị em mà mua 25.000 một hộp trên 8 nhân với 8 hộp, đúng không? Nhân với 8 hộp thì nó sẽ rơi bằng là 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 10, 8 × 2 = 16, được gọi là 200.000.
thì là anh chị em chỉ cần thanh toán đủ 200.000 và Lộc sẽ miễn phí ship cho anh chị em mua đơn hàng trên 200.000 nhá. Ok, thì đấy là cái điều mà Lộc muốn chia sẻ anh chị em. Thì có một số người sẽ nói là ôi rồi ôi ông Lộc ơi, làm sao mà tôi mua nhiều như vậy làm gì, tôi cho ai được, đúng không? Thì anh chị em có thể gạ gẫm những người xung quanh anh chị em mua cùng anh chị em. Thực ra thì một hộp này chỉ sử dụng trong vòng một tháng rưỡi thôi, hoặc là cùng năm dùng trong vòng 2 tháng, thì anh chị em có thể mua và dùng dần trong năm, đúng không? Hoặc là anh chị em có thể gọi hàng xóm nhà mình, những bà nội trợ đi chợ cùng với mình, những bà hay giặt quần áo với mình, nhờ hai người cùng kết hợp và mua một đơn, thì anh chị em sẽ có được cây miễn phí ship và lại có mức giá 25.000 một hộp nữa. Còn không mua lẻ thì phải 30.000 và lại mất tiền ship thì rất là đắt. Thì anh chị em hãy cân nhắc với điều đó, và có thể anh chị em hãy nghĩ rằng cuộc sống này đôi khi mình nên thông thoáng và hãy sống cho đi, đúng không? Anh chị em cứ mua 10 hộp đi, 5 hộp anh chị em để lại dùng, còn 5 hộp anh chị em tặng cho người thân, gia đình, bạn bè, đúng không ạ? Cô dì chú bác cậu mở để làm cái quà sắp tới là dỗ tổ Hùng Vương 30/4/5, đúng không ạ? Anh chị em sẽ có cái quà như vậy, hoặc là bất cứ cái ngày gì đó anh chị em nhân tặng cái này. Tặng cái này để quảng cáo cho công ty điện lạnh EVK đi. Đó. Anh chị em hãy cho đi, cuộc sống là như vậy. Rồi, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về cái sản phẩm này. Ước mong là cái sản phẩm này nó sẽ đi vào lòng anh chị em và nó sẽ có hữu ích, cái tác dụng ích lợi cho anh chị em. Anh chị em hãy nhớ, chỉ có những người ở thành phố Hải Phòng sẽ được nhận cái này miễn phí bằng cách đó là sử dụng dịch vụ bảo dưỡng máy giặt của điện lạnh EVK với mức giá 500.000 trên một máy lồng ngang, còn máy lồng đứng sẽ là 350.000 nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo. Các bạn có câu hỏi gì, có thắc mắc hay là muốn nhận thêm những thông tin ưu đãi tư vấn, những chương trình miễn phí và giảm giá gì, hãy comment nó xuống dưới video này, hoặc là kết bạn Zalo, Facebook Minh Lộc thì Lộc sẽ giúp đỡ và hỗ trợ anh chị em về tất cả những chương trình khuyến mại và giảm giá, để anh chị em không bị bỏ lỡ bất cứ một cơ hội tuyệt vời nào đến từ Xuân Lộc cũng như điện ảnh EVK. Và Lộc xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi Lộc trong tất cả thời gian qua, và ước mong rằng là hệ thống kinh doanh văn hóa của Lộc sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tiếp theo và phục vụ được anh chị em được nhiều hơn. Cảm ơn, xin cảm ơn anh chị em.